bạn đến với kênh Người Vùng Cao nhé. Hôm nay Người Vùng Cao sẽ đưa các bạn đi khám phá hang động. Đấy, mình sẽ cùng hai bạn này đi hang động ở trong kia nhé các bạn nhé. Mình sẽ đi vào Người Vùng Cao đi vào nhé. Vì điều kiện ánh sáng ở trong hang hang động thì nó kém, nên là các bạn đi cố gắng xem cùng mình nhé, xem khám phá xem hang động có những gì, có những cái nhú đá các bạn nhé, sẽ đi xem nhú đá đẹp không. Thì ở trong hang mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây mình đã đến cửa hang rồi nhé các bạn nhé, các bạn mình đi khám phá nhé, phải dùng đèn pin các bạn. Vào hang nó hơi tối, dùng đèn pin nhá. Nguyệt đây đường đi vào các bạn nhé. Hang động hơi tối. Đây con đường đi vào, vào cửa hang thì hẹp thôi. Nhưng mà nó lại vào trong nó rộng. Đấy các bạn nhé. Điều kiện ánh sáng kém, như những cái chỗ kia thì nó ánh soi vào thì nó sẽ sáng lên. Đây điều kiện ánh sáng đi vào. Hang này tối quá. Ở trong hang này có nước nhá các bạn nhá. Hang này rất là nhiều nước, nó hùm nước ở trong này các bạn ạ. Rất là rộng. Đấy, đây là nước này các bạn. Đấy các bạn cùng mình đi vào lối trên này nhá. Này có một cái miệng hang bé bé. Đi vào hơi khó đấy các bạn. Trơn quá. Ui dạ. Hả? Bên này. Mình sẽ không đi. À mình sẽ đi vào cái lối hang bé bé này này. Đấy bạn một lô hang này đi vào được. Các bạn mình đi vào nhé. À nó cũng đi vào được thật các bạn ạ. Đây các bạn nhé. Nó đủ người đi vào. À nó cũng thông cái lúc nãy thôi. Nhưng mà đủ đường đi vào nó dễ. Phải chui lên các bạn ạ. Một góc nhìn khác. Khó lắm các bạn ơi. Mình đi vào trong này cũng chả có gì hết các bạn. Nó có mấy hòn đá, hòn này đẹp phết. Hòn này đẹp phết này các bạn. Nó sáng phết. Đấy. Nó những cái hòm đá vào đi vào cũng khá đẹp. Bật cho khi nào mừng. Đây, ở trong cái hang này thì có cái tường bờ đá được xây lên và để một cái lỗ hang nhỏ bé bé đi vào đấy nha các bạn nha. Chắc cái này chắc là được bộ đội hồi xưa họ xây lên để cái gì thì mình cũng không biết. Nói chung là được xây lên. Mình sẽ đi vào bên trong các bạn nhé. Rồi đi vào bên trong thì có một cái lỗ đi vào bên trong kia và một lỗ đi vào bên phải, một lỗ bên trái, một lỗ bên phải nhé các bạn nhé. Đấy. Cái hang này nó thấp thôi, cao tầm 2 mét này, 2 mét hơn này. Kiểu nó giống như địa đạo. Đây nó lố đi vào nó giống như là đường địa đạo ấy. Đấy mình sẽ đi vào. Mình sẽ vào đi đường bên phải trước các bạn nhé. Đi vào phải cúi nhé, vào bên trong ấy. Đây, đây là trần hang này. Rất thấp, đây là mặt đất này.
đi vào đoạn này không đứng nơi các bạn ạ, nó chỉ cao tầm mét dưới thôi, đi vào khá sâu. Hang này không có nhú đá đâu nhé các bạn nhé, không biết là cụt hay không, nhìn xem đi vào đường này nó cụt không, nó thông nhau à? Đấy, nó vòng qua nó thông ra cái đường đường bên phải bên trái lúc nãy bên dưới nhá các bạn nhá. Đây giống giống như là một cái địa đạo các bạn ạ. Đấy, đi vào bên dưới thoải mái đứng thôi, vuông vắn luôn hang này đấy, cái vành hang nó vuông luôn nhé các bạn nhé, đúng hang này giống như một địa đạo các bạn ạ. Như một cái địa đạo thật. Đây ra hang nước vừa đấy này. Nhỉ. Thông nhau hết kìa. Hang nước đấy đấy này. Nhỉ. Lấy phân đây kia. Đây, các bạn này ra bên này thì hang nó thông nhau với cái hang nước lúc nãy ấy này, nước ở dưới ấy. Mấy cái miệng hang nhờ đi vào nó lại thông nhau các bạn ạ. Nhú đá đập đi bớt rồi nhỉ. Đây. Hang này nó thông nhau hết thôi nhỉ, thông ấy được nhỉ. Đây mình đi ra đây là đi vòng qua cái đoạn lúc nãy mình ra rồi, đường bên trái lúc nãy. Đường ra đây này. Đây có cái trần nhú này đẹp phết này các bạn. Đoạn chân núi là cắt lấy cả tảng các bạn đi làm cảnh. Được cái đoạn chân núi này đẹp nhỉ. Đoạn này đi cũng phải bị quý nhá các bạn nhé. Đây cũng một đoạn chân núi rồi các bạn ạ. Ôi, mình đi ra các bạn ạ. Hang không không rộng, không có nhú đá này. Không có nhú đá rơi xuống. Nó bịt hết đi. Chẳng thua. Đây là ra quang cảnh bên ngoài nha các bạn ơi. U tùm. Rồi mình kết thúc video tại đây thôi. Chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Người Vùng Cao. Các bạn thấy video hay thì like, comment, chia sẻ cho Người Vùng Cao. Tạm biệt các bạn.